siêu phẩm bảo vệ anh em nha. Cái này là tù vàng anh em nha, hàng chuẩn loại 1, bên trong tù là có mộc đỏ nha. Cân nặng em nó là 42 kg, còn những mà em mà dưới 40 kg hoặc là dưới 42 kg đó là hàng loại 2 anh em nha, anh em nên phân biệt nha. Cái này mình đã cân nặng thì men không là cũng 42 kg nha. Nguyên thùng thì giấy thì cũng là 45 kg. Còn những cái men anh em mua men nên để ý nha, cân nặng em nó tăng phô, quan trọng là cái cục tăng phô nó phải nặng bằng đồng ha. Đó. Mình cao điểm đi luôn, có sẵn nha, giá rất tốt. Bảo hành 1 năm cho anh em nha. Đây là men này Martin 80 sổ. 32 tuổi đồng hồ ha. Bảo hành 1 năm cho anh em nha. Xin nhắc là con này là tù vàng nha. Và cân nặng em đó là 42 kg, hàng chuẩn loại 1 nha. Những dòng mà dưới 40 kg thì anh em nên cân nhắc ha. Đó là hàng loại 2, hàng phố nó sẽ nhỏ hơn ha. Rồi xin chào các anh em nha.